Tui với Đất Lương gặp lại các bạn. Dạo gần đây, thông tin về thảm họa cháy rừng Amazon tràn ngập khắp các mặt báo, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ biến mất của khu siêu rừng này, cũng như những hệ lụy từ việc mất đi cánh rừng lớn nhất thế giới. Điều này khiến không ít anh chị em VFactor trăn trở và dồn dập về câu hỏi về tổng hành dinh của VFax, yêu cầu chúng tớ thử phân tích xem điều gì sẽ xảy ra nếu giả sử siêu rừng Amazon biến mất. Chào mừng đến với Siêu rừng Amazon, lá phổi của hành tinh hay cú lửa thế kỷ? Trước hết, dành cho những ai chưa biết thì rừng Amazon, chính xác hơn thì là rừng mưa Amazon, là một khu rừng mưa nhiệt đới lá rộng ẩm nằm trong quần xã sinh vật Amazon, bao phủ phần lớn lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ với tổng diện tích rừng mưa rơi vào khoảng 5,5 triệu km², tức là gấp khoảng 16,6 lần diện tích lãnh thổ Việt Nam. Để cho bạn dễ hình dung thì nếu rừng mưa Amazon là một nhà nước có chủ quyền, đây sẽ là quốc gia sở hữu cái sổ đỏ to thứ 7 thế giới, chỉ sau Nga, Canada, Trung Quốc, Mỹ, Brazil và Australia mà thôi. Về mặt hành chính, siêu rừng Amazon được hợp thành từ nhiều phần lãnh thổ thuộc về 9 quốc gia khác nhau, trong đó Brazil xí được phần to nhất với 60%, theo sau bởi Peru với 13%, Colombia với 10%, 17% còn lại thuộc về Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guyana, một vùng hải ngoại thuộc Pháp. Về mặt diện tích, Amazon là khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới khi chiếm hơn 50% tổng diện tích rừng mưa còn lại của thế giới, đồng thời chiếm tận 14,1% tổng diện tích rừng của cả thế giới, khoảng 39 triệu km². Siêu rừng này hiện là nơi là nơi cư ngụ của khoảng 390 tỷ cá thể cây thân gỗ thuộc 16.000 chủng loại khác nhau. Cùng với đó là khoảng 40.000 loài thực vật khác, 2.200 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài động vật có vú, 428 loài lưỡng cư, 378 loài bò sát và khoảng 2,5 triệu loài côn trùng. Nói vậy để bạn hình dung được rằng siêu rừng mưa nhiệt đới Amazon là một trong những khu vực sở hữu độ đa dạng sinh học và loại khủng nhất hành tinh. Quay trở lại với nội dung chính, thảm họa cháy rừng Amazon là tên gọi mà nhiều tờ báo dùng để gọi mùa cháy rừng Amazon năm 2019. Sở dĩ gọi là mùa cháy rừng Amazon năm 2019 là bởi sự kiện cháy rừng Amazon nó không phải là một cái gì đó đột biến, nghìn năm mới có một lần, mà là một sự kiện thường niên, có nghĩa là xảy ra hàng năm với nguyên nhân chủ yếu là từ hoạt động đốt rừng để lấy đất canh tác nông nghiệp của bà con nông dân Nam Mỹ, để chăn thả gia súc, chủ yếu là bò, để khai thác gỗ hay để khai khoáng, và nguyên nhân thứ yếu đến từ những hiện tượng tự nhiên như sét đánh. Trên thực tế, mùa cháy rừng Amazon năm 2019 đã khai mạc từ hồi đầu năm và sự gia tăng đáng kể về số vụ cháy trong 2 tháng 6 và 7 năm 2019 so với cùng kỳ năm ngoái cũng đã được ghi nhận và báo cáo bởi Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil, INPE. Thế nhưng, sự chú ý mạnh mẽ của dư luận quốc tế chỉ đến sau khi Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ, NASA, lên tiếng ủng hộ những báo cáo của INPE. Sau khi khói từ các vụ cháy có thể được quan sát thấy trong các bức ảnh vệ tinh và sau khi chúng khiến bầu trời thành phố Sao Paulo của Brazil cách đấy gần 3.000 km tối sớm hơn dự kiến. Cụ thể hơn, theo một bài viết tổng hợp trên Wikipedia thì tính đến thời điểm ngày 29 tháng 8 năm 2019, INPE cho biết đã phát hiện tổng cộng trên 80.000 đám cháy rừng Amazon rải rác lãnh thổ Brazil, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2018. Các báo cáo từ Bolivia, Paraguay và Peru cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể về số vụ cháy với những con số lần lượt là 19.000, 11.000 và 6.700 vụ. Nguyên nhân gây ra sự tăng trưởng không hề mong muốn này, bên cạnh các hoạt động chặt phá và đốt rừng, được cho là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với mùa khô kéo dài bất thường cùng nhiệt độ toàn cầu cao hơn mức trung bình trong 2 tháng 7 và 8. Nguyên nhân này nghe có vẻ hợp lý khi mà Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia MEO
NO2A mới đây đã công bố tháng 7 năm 2019 là tháng nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ bề mặt trung bình của hành tinh đạt 16,7 độ C, tức là cao hơn tận 1,7 độ C so với mức nhiệt trung bình của thế kỷ 20. Vậy điều này có nghĩa là gì? Siêu rừng Amazon, lá phổi xanh của cả hành tinh, đang bị đe dọa và sắp bị cháy sạch ư? Đang bị đe dọa thì đúng, chứ sắp bị cháy sạch thì còn lâu ạ. Thật vậy, đừng để những thống kê kinh khủng khiếp đảm tởm lợm về số vụ cháy đánh lừa bạn. Vẫn theo Wikipedia thì 116.700 đám cháy mới được trình bày bên trên chỉ mới thiêu rụi 906.000 hecta, tương đương với khoảng 9.060 km², tức là gấp khoảng 2,7 lần diện tích thủ đô Hà Nội, đồng thời chỉ chiếm vỏn vẹn 1/607 hay 0,16% diện tích của toàn bộ khu siêu rừng mà thôi. Trên thực tế, 2019 vẫn chưa phải là năm mà những con số về cháy rừng lên đỉnh. Ý tớ là lên tới đỉnh điểm ở Brazil. Theo đó, số vụ cháy rừng cũng trong 8 tháng đầu năm của các năm 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 và 2010 ở Brazil, theo thống kê của BBC.com, đều cao hơn mức 80.000 vụ của năm 2019, cá biệt lên tới 142.000 vụ cho năm 2005. Ngạc nhiên chưa? Và VFX biết rằng các bạn bấm vào video này không phải để nghe tớ lải nhải về định nghĩa cũng như các con số thống kê. Thế cho nên, ta hãy cùng đến với một cái gì đó thật thú vị nhé. Giả sử nhân loại quyết định làm ngơ trước thảm họa cháy rừng Amazon trong ngoặc kép và ngồi nhìn khu siêu rừng này cháy đến chiếc lá cuối cùng, khi đó điều gì sẽ xảy ra? Liệu sự biến mất của lá phổi xanh siêu to khổng lồ này, thứ nhất, có làm sụt giảm lượng oxy trong không khí, và thứ hai, có khiến nhân loại chết ngạt vì thiếu oxy hay là không? Đối với câu hỏi thứ nhất, câu trả lời có vẻ như là có, khi mà rõ ràng là bạn cần tới một lượng oxy khổng lồ để có thể thiêu rụi quần xã sinh vật Amazon, bao gồm 390 tỷ cây thân gỗ cùng vô số sinh vật khác. Vậy thì bạn có ngạc nhiên không nếu tôi nói rằng không chỉ nguyên cái rừng mưa Amazon, nếu bạn có đốt toàn bộ số sinh vật sống đang tồn tại trên trái đất, bao gồm 39 triệu km² rừng rậm, hệ động thực vật, vi sinh vật và thậm chí là cả con người, với tổng sinh khối vào khoảng 560 tỷ tấn carbon, thì lượng oxy trong bầu khí quyển vẫn không hề suy nhê. Không à? Vậy thì để mị tính cho mà nghe nhá. Theo Wikipedia, oxy chiếm khoảng 20,95% thể tích và khoảng 23,2% khối lượng của khí quyển trái đất, với khối lượng khí quyển rơi vào khoảng 5,15 x 10 mũ 18 kg, tức khoảng 5,15 triệu tỷ tấn. Ta dễ dàng tính ra được tổng lượng oxy sẵn có trong khí quyển rơi vào khoảng 1,2 triệu tỷ tấn, tức là tương đương với khối lượng của khoảng 240.000 tỷ con voi mồi cỏ châu Phi trưởng thành, nặng trung bình hơn 5 tấn, hoặc khoảng 203,4 triệu chiếc đại kim tự tháp Giza cao 138,8 mét, đáy rộng 230,34 mét và nặng khoảng 5,9 triệu tấn ở Ai Cập. Theo tính toán của các nhà khoa học, lượng oxy này là đủ để đốt tới hơn 100 lần tổng số sinh vật sống đang tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Cụ thể hơn, nếu bạn đem mọi sinh vật sống trên trái đất ra đốt cùng một lúc, lượng oxy trong khí quyển sẽ chỉ giảm từ 20,95% xuống đâu đó khoảng 20,4% mà thôi. Cùng với đó, nồng độ CO2 cũng chỉ tăng nhẹ từ 0,04 lên 0,09%. Lưu ý là thông tin được tổng hợp từ một bài viết trên trang TheAtlantic.com. Để cho bạn yên tâm hơn chút nữa, thì theo trang tin Sciencing.com, nồng độ oxy tối thiểu trong không khí an toàn cho sự thở của con người là 19,5%. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai tương tự như vậy cũng là không. Có lẽ trước giờ bạn đã bị đầu độc bởi quá nhiều bài báo cho rằng siêu rừng Amazon là lá phổi xanh của thế giới bởi nó cung cấp tới 20% lượng oxy trong khí quyển. Và đó có lẽ chính là lý do khiến nhiều bạn cho rằng bằng mọi cách phải cố mà cứu lấy rừng Amazon nếu không muốn mất đi 20% nguồn cung cấp oxy cho cái sự thở của mình, đúng không? Không, không và không. Không chỉ riêng rừng Amazon, ngay cả toàn bộ hệ thực vật trên trái đất nếu muốn cũng không thể tạo ra nổi 1/5 lượng oxy trong khí quyển. Đơn giản là bởi
CO2 chỉ chiếm vỏn vẹn 0,04% thể tích của toàn bộ khí quyển. Thế thì bạn đào đâu ra CO2 để cây cối tổng hợp ra tận 20% oxy, loại khí chiếm tới 21% thể tích khí quyển. Và như đã từng trình bày trong Sự Thật Nổ Não mùa 1 tập 18, Mục Đích Sống Cao Cả, dẫu đúng là rừng mưa Amazon có khả năng xử lý tới 2 tỷ tấn carbon dioxide mỗi năm, cùng với đó là đẻ ra khoảng 2 tỷ tấn oxy như là một sản phẩm phụ của quá trình quang quản trị nó hợp. Thế nhưng, điều này lại không hề đồng nghĩa với việc nhân loại được hưởng sái 2 tỷ tấn oxy mỗi năm từ cái lá phổi xanh của mình. Bởi trên thực tế, hơn một nửa lượng oxy mà cây cối ở rừng Amazon tạo ra vào ban ngày sẽ được chính bản thân chúng sử dụng cho hoạt động hô hấp tế bào vào ban đêm. Một quá trình mà trong đó, cây cối hấp thụ oxy trong không khí để phân giải lượng đường mà chúng tổng hợp được vào ban ngày thành CO2, nước và năng lượng. Đó chính là lý do mà bạn không được phép để quá nhiều cây xanh trong nhà và đặc biệt là trong phòng ngủ nếu không muốn... Phần oxy còn lại sẽ được chia cho hàng hà sa số những sinh vật trong siêu hệ sinh thái lớn nhất hành tinh này, hay cho những event cháy rừng thường niên được tổ chức bởi tự nhiên hay con người. Bên cạnh đó thì cứ mỗi năm, khoảng 2% trong tổng số 390 tỷ thành viên cây của rừng Amazon sẽ lại chết già. Và quá trình phân hủy khoảng 7,8 tỷ các thể cây chết già này không những tiêu tốn oxy mà còn phát sinh CO2 ra bầu khí quyển. Nói vậy có nghĩa là lá phổi xanh của chúng ta, siêu rừng Amazon cũng như bất kỳ khu rừng nào khác trên thế giới gần như không tạo ra bất kỳ dư lượng oxy nào đóng góp cho sự thở của nhân loại. Công trạng đó thuộc về những loài tảo biển với kích cỡ hiển vi, được gọi chung là phytoplankton. Cụ thể hơn, dẫu chỉ chiếm vỏn vẹn 1% tổng sinh khối, tức tổng khối lượng của các sinh vật sống trên trái đất, tảo biển được cho là cha đẻ của khoảng từ 70 đến 80% lượng oxy đang tồn tại trong bầu khí quyển. Chúng là những sinh vật đã âm thầm bồi đắp lượng oxy trong khí quyển, cũng như kiểm soát sự cân bằng giữa oxy và CO2 suốt hàng tỷ năm qua. Tóm cái máy lại, nhân loại sẽ mất đi rất là nhiều thứ nếu một ngày nào đó rừng mưa Amazon biến mất. Đó có thể là 10% tổng số sinh vật từng được biết đến bởi con người, là những bộ lạc thiểu số sinh sống khắp nơi trong khu rừng, là một chút lợi thế trong hành trình ứng phó với hiệu ứng nhà kính và quá trình nóng lên toàn cầu. Một quá trình mà hiểu nôm na là sẽ làm toàn cầu nóng lên, hay là hàng trăm loại dược phẩm quý giá khó có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác trên thế giới. Thế nhưng, tuyệt nhiên không phải là 20% nguồn cung oxy cho cái sự thở của chúng ta. Các bạn vừa xem xong video Siêu rừng Amazon, lá phổi của hành tinh hay cú lửa thế kỷ được thực hiện bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì về thảm họa cháy rừng Amazon? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!